Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Sống Vui Sống Khỏe số thứ hai được phát sóng trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình này được phối hợp thực hiện bởi Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Truyền thông VLM. Thưa quý vị, Sống Vui Sống Khỏe nhằm cung cấp cho cộng đồng cách phòng bệnh từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, từ đó để cuộc sống chúng ta luôn vui tươi với sự cố vấn, phân tích và chia sẻ kinh nghiệm của các bác sĩ đầu ngành ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong số thứ hai ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề tạm ngưng tiêm vaccine Quinvaxem 5-1. Liệu có ảnh hưởng gì tới trẻ, cũng như tác dụng ngừa bệnh của vaccine hay không? Quinvaxem được biết đến là loại vaccine 5-1, phòng ngừa các bệnh cho trẻ em là bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và viêm màng não mủ do HIV. Loại vaccine này nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng dành cho trẻ dưới 1 tuổi, với 3 mũi tiêm cơ bản. Mỗi mũi cách nhau tối thiểu 1 tháng theo lịch tiêm chủng. Từ năm 2006 đến nay, đã có trên 429 triệu liều vaccine Quinvaxem được sử dụng ở hơn 30 nước. Tại Việt Nam, loại vaccine 5-1 này được đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2010 và đến nay đã có hơn 11 triệu liều được dùng cho trẻ em cả nước. Và chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh, ước tính mỗi tháng cũng sử dụng 25.000 liều. Điều này cho thấy vaccine này có hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, trong vài tháng đầu năm nay, cả nước đã có 14 trường hợp phản ứng nặng sau khi tiêm Quinvaxem 5-1, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Kết luận của Hội đồng Khoa học của ngành y tế là không có bằng chứng tử vong do vaccine, nhưng nguyên nhân gây tử vong không xác định được. Tuy nhiên, sự việc vẫn gây hoang mang lo lắng cho các bậc cha mẹ và cộng đồng. Dạ, cũng lo lắng nhưng mà đến cũng phải chích, thích phải chích ngừa thôi chị. Thì hôm trước đến thì có nghe ở đây nói là không có thuốc thôi. Thì có đề nghị là có đi mua cái loại khác để chích. Nên là hôm nay thì em cũng tiêm cho bé một loại vaccine về cái dịch vụ là 6-1. Tại bệnh viện Từ Dũ, một trong những nơi tập trung tiêm ngừa cho trẻ đông nhất của thành phố, tuy nhiên bố mẹ còn hiểu khá mờ nhạt, thậm chí không biết thông tin về quyết định tạm ngưng sử dụng loại vaccine Quinvaxem từ ngày 4 tháng 5 trên toàn quốc để kiểm tra tính an toàn của loại vaccine này. Mình chưa nắm được thông tin này. Mình chỉ theo cái lịch định kỳ là mình coi đó là những cái vaccine đó mình coi thôi, chứ mình không có nắm rõ cái nguồn tin này. Không, em chưa có dùng. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy đen xen với sự lo lắng của các ông bố, bà mẹ thì không ít các phụ huynh không mấy quan tâm về việc tiêm chủng vaccine cho con trẻ cũng như việc tạm ngừng vaccine Quinvaxem 5-1. Và để giúp cho các quý phụ huynh có góc nhìn rõ hơn về vaccine này thì sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị phụ trách chương trình tiêm chủng mở rộng. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình Sống Vui Sống Khỏe ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, trong thời gian vừa qua thì Bộ Y tế đã có quyết định tạm ngưng sử dụng vaccine Quinvaxem 5-1 để tiêm chủng cho trẻ em. Vậy nếu như vậy thì đối với những trẻ mà đã tiêm một mũi hoặc hai mũi, tức là chưa đủ 3 mũi theo liều lượng, thì điều đó có gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của trẻ không thưa bác sĩ? Đối với các vaccine mà cần phải tiêm chủng nhiều liều, theo các nhà chuyên môn khuyến nghị cũng như lịch tiêm chủng, thời gian khoảng cách giữa các mũi tiêm chỉ quy định về cái thời gian tối thiểu ít nhất là 1 tháng và thời gian tối đa thì không có giới hạn. Vì vậy nếu có tiêm chủng vaccine trễ hạn, mũi tiêm đó vẫn tính là mũi kế tiếp. Vì vậy mà vaccine tiêm trễ hạn chỉ kéo dài cái thời gian đáp ứng miễn dịch, chứ không làm giảm đi cái khả năng phòng bệnh của trẻ. Vì vậy mà chúng ta có thể tiêm trễ hạn đối với một số vaccine tiêm nhiều liều. Khi chúng ta tạm ngưng cái vaccine Quinvaxem, các bà mẹ quan tâm nhiều đến cái việc tiêm chủng đúng lịch. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Bộ Y tế cũng như là dự án tiêm chủng sẽ có những cái thông báo tiếp mới nhất về cái tiêm ngừa vaccine cho trẻ. Thưa bác sĩ, trong thời gian tạm ngưng tiêm chủng vaccine Quinvaxem 5-1 cho trẻ, thì để mà phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm trong dự án mà tiêm chủng vaccine cho trẻ 2 tháng tuổi, thì có cần tiêm các loại vaccine nào để thay thế không thưa bác sĩ? Khi mà tạm ngừng cái vaccine Quinvaxem, có nghĩa là trẻ cũng tạm ngừng hoãn tiêm vaccine phòng bệnh những cái bệnh mà do Quinvaxem. Tuy nhiên, khi trẻ đến 2 tuổi, nếu có bà mẹ quan tâm nhiều đến cái việc tiêm chủng mà đúng lịch cho trẻ, thì có thể đến các cái phòng tiêm chủng dịch vụ để được tư vấn tiêm vaccine
cho trẻ. Tuy nhiên, vấn đề chúng ta quan tâm nhất á, đối với những trẻ mà sinh ra ở các bà mẹ mà có mang cái virus viêm gan B, vì đối với những trẻ này là nguy cơ nhiễm cái virus viêm gan B từ lúc mới sinh rất lớn, và đây cũng là nguy cơ để dẫn đến xơ gan, ung thư gan ở những cái tuổi còn rất trẻ. Vì vậy mà chúng ta cũng cần phải tiêm cái vaccine viêm gan phòng cho những cái trẻ này trong cái thời gian sớm nhất đúng thời lịch. Các bà mẹ khi biết rằng mình có mang cái virus viêm gan B trong thời gian mang thai thì cần thiết phải đến các phòng tiêm chủng dịch vụ để được tư vấn để tiêm cái vaccine ngừa viêm gan B cho trẻ một cách sớm nhất và có hiệu quả. Thưa bác sĩ, trong thời gian tạm ngưng vaccine 5 trong 1 thì các cơ sở y tế trong việc tiêm chủng thì có gì thay đổi không thưa bác sĩ? Như chúng ta biết là chúng ta chỉ tạm ngừng có vaccine tiêm vaccine, những cái bệnh khác trong chương trình tiêm chủng vẫn tổ chức tiêm như bình thường. Đó là vaccine BCG viêm gan B lúc mới sinh, uống vaccine phòng bệnh bại liệt lúc 2, 3, 4 tháng tuổi, tiêm vaccine sởi lúc 9 tháng tuổi, và nhắc lại DTC bạch hầu uốn ván ho gà mũi 4 cũng như sởi mũi 2 lúc 18 tháng tuổi. Vì vậy là các bà mẹ cần phải đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch và theo lịch hẹn của y tế. Việc tổ chức tiêm chủng ở cơ sở vẫn tiến hành như bình thường. Trong thực tế vừa qua thì có một số vụ sai sót trong việc tiêm chủng dịch vụ ở hai tỉnh thành phố, thì thành phố đã có những cái hành động như thế nào để kiểm soát và tránh những cái điều đó xảy ra một lần nữa và để đảm bảo an toàn cho trẻ? Đối với thành phố, chất lượng và an toàn tiêm chủng là mục tiêu hàng đầu, và tùy thuộc vào cái cách mà cơ sở tổ chức cái dịch vụ tiêm chủng cũng như là cái việc mà theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng của ngành y tế chức năng. Chất lượng tiêm chủng là cái trách nhiệm của người đứng đầu của cái nơi tổ chức tiêm chủng, trong đó có giám sát, có lịch giám sát, rồi tự tổ chức, tự đánh giá để về hoạt động tiêm chủng của mình, để tránh được những sai sót và phòng ngừa những cái điều không tốt về cái tổ chức tiêm chủng. Chất lượng tiêm chủng còn tùy thuộc vào vấn đề tư vấn. Tư vấn cho người đi tiêm, tư vấn về những cái lợi ích của vaccine, về vaccine tại sao được lựa chọn, và cũng như là cái giá cả của dịch vụ, để mà người dân có được cái sự lựa chọn tốt nhất, đảm bảo có minh bạch, công khai thì hạn chế được cái tiêu cực. Và chúng ta biết là tiêm chủng mang một cái ý nghĩa cộng đồng rất lớn, và người nhân viên phục vụ tiêm chủng ý thức được điều này cũng là một cách để mà hoàn thiện cái tổ chức cái dịch vụ tiêm chủng. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số người và số cơ sở tiêm chủng vaccine nhiều nhất trong cả nước. Chỉ tính riêng tiêm vaccine cho trẻ em thuộc dự án tiêm chủng mở rộng, hàng năm có đến hơn 500.000 lượt trẻ dưới 2 tuổi đi tiêm vaccine ở các độ tuổi khác nhau với hơn 800.000 mũi tiêm. Chương trình tiêm chủng mở rộng dành cho trẻ em từ sơ sinh đến 2 tuổi phòng ngừa 8 bệnh truyền nhiễm như là lao, viêm gan B, bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, viêm màng não do HIV và sởi. Cô thấy là vấn đề mà tiêm chủng cho các em thì nó có thật sự là cần thiết hay không? Rất cần thiết chứ, để mình chích ngừa như vậy để mấy cháu nó ngừa được mấy chứng bệnh mà ở lứa tuổi nó phải dướng phải. 4 mũi rồi, 4 tháng mỗi nghĩa là mỗi tháng một mũi, tháng đầu, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là mỗi tháng một mũi. Hầu hết các bậc cha mẹ chưa nắm rõ việc phải tiêm mấy mũi cho trẻ. Tuy nhiên, việc làm theo lịch hẹn của các cơ sở y tế để tiêm chủng cho trẻ là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, sau khi tiêm vaccine, trẻ có thể gặp những phản ứng như là nóng sốt, quấy khóc. Dạ, thì em cho bé uống thuốc hạ sốt và theo dõi bé trong vòng một ngày xem là bé có tình trạng sốt cao hay không. Em cho uống thuốc bớt nóng với lại đắp lên đầu cho nó đừng có bị sốt. Vừa tiêm xong rồi là cho về uống thuốc hạ sốt liền. Lại đắp cái miếng hạ sốt cho bé để theo dõi bé. Thưa quý vị, hậu tiêm chủng vaccine và chăm sóc trẻ tại nhà là rất quan trọng. Song các ông bố bà mẹ chỉ dừng lại ở việc là đắp khăn nóng cho trẻ hoặc cho trẻ uống thuốc hạ sốt. Vậy chăm sóc như thế nào là hiệu quả?
Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì xin mời quý vị hãy cùng quay lại gặp bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ để trao đổi thêm về vấn đề này nhé. Những biểu hiện mà trẻ thường gặp mà khi mà tiêm chủng vaccine Vinvaxem 5 trong 1 nói riêng cũng như các loại vaccine khác là gì thưa bác sĩ? Đối với tất cả các loại vaccine sau khi tiêm đều có phản ứng. Đây là một cách để là đáp ứng sinh, đáp ứng miễn dịch khi mà chúng ta tiêm các loại vaccine. Phản ứng có thể là từ nhẹ, nặng và vừa. Phản ứng cũng có thể tại chỗ hoặc toàn thân. Và để hầu như là gần hết các phản ứng của vaccine là nhẹ, thì bao gồm có như sốt nhẹ dưới 38 độ, rồi trẻ quấy khóc nhiều hơn, rồi trẻ ít bú hơn. Những cái biểu hiện này chỉ kéo dài trong vòng 2-3 ngày sẽ hết. Vì vậy mà sau khi đi tiêm chủng về, bà mẹ cần phải theo dõi, chú ý và theo dõi trẻ liên tục, kể cả khi trẻ ngủ trong vòng 2 ngày và ít nhất cũng là 1 ngày, để phòng ngừa, để mà xem xét nếu trẻ có những cái dấu hiệu gì bất thường cần có cái sự can thiệp của y tế. Vậy thì cái trường hợp nào mà đáng lo ngại và phụ huynh thì nên làm gì đối với những cái biến chứng mà sau khi trẻ tiêm chủng vaccine? Chúng ta cần theo dõi sát trong vòng 1 ngày, ít nhất là 1 ngày. Những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải, bà mẹ cần phải đưa trẻ đến bệnh viện để có cái sự can thiệp của y tế. Đó là những cái biến chứng vừa và nặng, như là sốt cao trên 39 độ, trẻ bị co giật, trẻ bị khóc thét, kéo dài, không dỗ được, hoặc là những cơn tím tái, nổi ban toàn thân, cũng như là những cái rối loạn về thần kinh, thì khi ngủ, trẻ có thể là không có đáp ứng được với kích thích hoặc chân tay lạnh. Những trường hợp đó cần phải đưa đến bệnh viện kịp thời để có cái sự can thiệp. Thưa bác sĩ, sau khi tiêm chủng cho trẻ rồi thì phụ huynh cần nên chú ý là cho trẻ ăn những gì và những cái thực phẩm nào thì sẽ không gây phản ứng phụ cho trẻ thưa bác sĩ? Thật sự ra thì sau khi tiêm chủng trẻ không cần phải cứ ăn và cũng cho trẻ ăn như bình thường. Có thể là chia ra làm nhiều buổi, bởi vì là nhiều bữa ăn, bởi vì trẻ đang lúc mà bị phản ứng do vaccine, tình trạng trẻ có thể là ăn uống kém trong một vài ngày. Thức ăn thì cần nên là nhuyễn và dễ tiêu, và thật sự là đó là cái cách mà cho trẻ ăn nhiều hơn là cái phải là cử nhiều loại thức ăn. Cái cách cho trẻ ăn có thể là ăn chậm, ăn từ từ, ăn nhiều buổi. Và phải chú ý thì đối với những trẻ mà dễ bị ói, là dễ bị sặc. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã có những chia sẻ rất thú vị và bổ ích cho chương trình ngày hôm nay. Và thay mặt chương trình thì xin chúc bác sĩ luôn vui khỏe và hạnh phúc trong công việc và trong cuộc sống. Thưa quý vị, như vậy tiêm chủng các mũi cơ bản là việc vô cùng quan trọng đối với trẻ. Và để thực hiện tiêm chủng tốt cho trẻ thì bố mẹ cần lưu ý các thông tin sau. Thứ nhất là tìm hiểu vaccine và các mũi tiêm vaccine cơ bản dành cho trẻ dưới 1 tuổi trên poster dán tại phòng chờ tiêm chủng cơ sở. Thứ hai là tư vấn tiêm chủng là quyền lợi của người đi tiêm vaccine, cung cấp thông tin về bản thân để được tư vấn đầy đủ về vaccine và mũi tiêm vaccine. Thứ ba, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của các bác sĩ sau khi tiêm chủng và đưa trẻ đi chích ngừa theo lịch đã được hẹn. Thứ tư, nên đưa trẻ đến trung tâm y tế ngay khi trẻ có các triệu chứng như là nóng sốt trên 40 độ C, ói mửa, sưng tấy, bé quấy khóc bất thường, da nổi bông, tím tái hoặc bất cứ có dấu hiệu bất thường nào khác. Thứ năm là lịch tiêm vaccine 5 bệnh bạch hầu, uống ván, ho gà, hiếp, bại liệt là trẻ dưới 1 tuổi cần đi tiêm 3 mũi, mỗi mũi cách nhau ít nhất 1 tháng. Vì vậy, việc trì hoãn từ 2 đến 3 tháng để chờ quyết định mới không ảnh hưởng đến tác dụng ngừa bệnh của vaccine. Và hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp cho các bậc cha mẹ phần nào an tâm trước việc tạm ngừng tiêm vaccine Quinvaxem 5 trong 1, không ảnh hưởng gì tới tác dụng ngừa bệnh của vaccine, cũng như là những lưu ý khi cho trẻ tiêm vaccine phòng ngừa bệnh theo lứa tuổi. Một câu hỏi về sức khỏe hay thư từ góp ý, xin quý vị vui lòng gửi chúng tôi qua địa chỉ hộp mail Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh a@gmail.com hoặc tại địa chỉ 250 Pasteur, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn công ty Standard đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.